Đề 3 thì cái background nó là cái màu nền màu vàng vàng hồng hồng thế này. Khi bắt đầu trình chiếu có sẽ hiện cảnh như hình 1 ha. Rồi khi click vào nút hình qua thì sẽ xuất hiện kiểu zoom. Thì qua xuất hiện kiểu zoom ở vị trí giữa slide như hình 2. Chờ 3 giây rồi dần dần ẩn kiểu zoom trong 5 giây. Đấy, click vào đây, mở cái hình này qua. Chờ 3 giây rồi biến mất, cũng kiểu zoom luôn. Tương tự cho chiếc xe. Khi click vào chiếc xe thì click vào chiếc xe nhỏ thì chiếc xe to sẽ xuất hiện kiểu zoom. Chờ 3 giây rồi dần dần ẩn trong vòng 5 giây kiểu zoom luôn. Còn cái nút này gọi là action button, nút hành động. Click vào đây là sẽ chấm dứt trình chiếu. À, nếu click vào chỗ nào khác sẽ không chấm dứt đâu. Ha, này cũng dễ thôi. Rồi, tôi làm đây. Không có, mình không có gõ gì trong đây hết, cho nên chọn layout là blank luôn. Rồi, background nó format background. Chọn cái màu solid màu vàng vàng. Rồi bây giờ cô chèn cái hình vô insert picture. Chèn cùng lúc hai cái cho nó dễ. Rồi, cô click ngoài trống này nè, để cô không chọn cái nào hết. Cô kéo này ra. Thu nhỏ này lại bớt. Rồi bây giờ cho hai cái này nó bằng nhau. Chọn một cái, ấn giữ shift chọn cái nữa. Size. Bỏ cái này đi, bỏ hai checkbox này. Độ cao khoảng 4. Độ cao khoảng 1. 1 2 2 ok. Rồi cô mới chọn format picture style. Chọn cái style này nè cho nó có hình oval ha. Rồi muốn giống của người ta đẹp đẹp như thế này thì cũng đang chọn hai cái đó. Picture effect, chọn cái preset này nè, cái mẫu nó có sẵn, chọn cái này thì nó giống y của họ thôi, cái chính giữa nè. Rồi hai cái này kéo xuống để dưới này, có thể thu nhỏ nó lại bớt. Chọn cùng lúc hai cái thu nhỏ lại. Muốn thu nhỏ mà nó vẫn tròn thì ấn giữ shift. Rồi rồi cô mới copy, ấn giữ control kéo nó ra thành một cặp nữa. Rồi cũng ấn giữ shift kéo kích thước to lên ha. Để rồi chừng nào mình làm xong rồi mình đã gom nó vô một chỗ. Rồi khi bắt đầu thì nó có hai cái này. Khi click vào hình qua thì qua to sẽ hiện kiểu zoom ở vị trí giữa slide. Vị trí giữa slide. Chờ 3 giây rồi ẩn dần dần kiểu zoom trong 5 giây. Vậy cô chọn cái qua to này. Cô chọn hiệu ứng xuất hiện kiểu zoom. Kiểu zoom. Xuất hiện giữa slide chờ 3 giây rồi ẩn dần kiểu zoom. Rồi đây ha, cái qua to này nó có trigger là cái qua nhỏ. Vậy cô chọn cái này, nó là picture 5 đó. Cô mở timing nó rồi trigger. Chọn. Ồ, làm sao biết cái nào? Vậy cô đặt tên lại này nha. Chọn cái này. À, muốn đặt tên lại thì tab home có selection band nè, tab home có selection band. Ha. Cô đang chọn cái hoa hồng thì nó là picture 3 đó. Cô sẽ sửa tên lại. Hoa hồng nhỏ. Thôi cô biết cái nào nó đặt toàn là picture picture thôi. Rồi cái này
Cô chọn cái xe nhỏ, nó là Mister 4. Cô đặt tên lại là xe nhỏ. Rồi, bây giờ cô mới chọn cái này. Nó đặt tên lại rồi, thôi bỏ nó đi. Chọn cái này, chuột phải, Thamin, Trigger, hoa hồng nhỏ. Ok. Ha, rồi. Rồi cô cũng chọn này nè. Cô ép ép animation thêm một cái hiệu ứng nữa. Hiệu ứng biến mất. Hiệu ứng biến mất cũng kiểu zoom. Và khi mà cô quên á, chứ hồi nãy cô làm cái hiệu ứng biến mất luôn thì cô làm trigger luôn thì nó chạy đến đây, còn bây giờ thì kéo xuống bỏ với trigger. Tức là xuất hiện xong rồi mới biến mất ha. Bây giờ biến mất khi nào? Biến mất xuất hiện xong cái dưới này, hiệu ứng cái này mình chọn after radius và delay, nó nói là chờ 3 giây rồi ẩn dần kiểu zoom, chờ 3 giây delay 3 giây, chỗ này delay gõ vô số 3 hoặc tăng mũi tên lên, và ẩn dần trong 5 giây, chỗ này tăng lên 5. Rồi ha. Rồi vậy giờ cô thử nè, delay 3 giây rồi ẩn dần trong 5 giây. Clip hoa hồng nhỏ này xuất hiện, chờ 3 giây xong rồi ẩn dần trong 5 giây đó. Rồi tương tự như vậy, chiếc xe cũng vậy, tương tự chiếc xe khi click vào xe nhỏ thì xe to hiện ra kiểu zoom ở giữa, chờ 3 giây rồi ẩn dần trong 5 giây. À, cô chọn chiếc xe to, cô chọn animation zoom, xong rồi cô add thêm thêm hiệu ứng nữa. Chứ nếu bây giờ mà mình chọn đây, mình chọn hiệu ứng biến mất là mình đổi đó. Còn bây giờ mình add animation thêm hiệu ứng biến mất cũng zoom luôn. Và hiệu ứng biến mất này thực hiện trong vòng 5 giây cho nó chậm. Và delay 3 giây. Trễ sau 3 giây rồi mới biến mất trong vòng 5 giây. Cô cũng chọn cái này ha. Rồi cô click chuột phải ở đây, timing và trigger. À, click vào cái xe nhỏ. Ok. Ha. Rồi, chạy thử. Mới vô nó chưa cái gì hết. Bây giờ cô click vào xe nhỏ, nó xuất hiện. Xong rồi đợi 3 giây, nó sẽ ẩn trong, cô quên, quên. Quên gì? Chỗ này nè. Nó có số, cái nào mà có số có nghĩa là đợi cô click chuột. Chọn cái biến mất này nè. Click chuột phải, star after reverse ha. Đó. Và mà nhớ chỗ này delay 3 giây khi cô chọn á, cái này nó mất cái số 3 đó ha. Nè. Thấy nha, delay 3 giây. Còn cái này xuất biến mất trong vòng 5 giây. Cái hiệu ứng biến mất á. Rồi, chạy. Đợi 3 giây tự động nó biến mất, và biến mất một cách chậm rãi trong vòng 5 giây. Khi cô đã tạo hiệu ứng xong thì cô mới canh hai cái này, cô bỏ vô chính giữa, chọn cùng lúc hai cái trên tab format có ngay chỗ align, thì align center nó canh ở chính giữa theo chiều ngang ha. Rồi cô có thể align middle canh giữa theo chiều dọc nè, hai cái nó xếp chồng lên nhau. Nhưng nhớ phải làm trigger, phải làm animation rồi chứ không thôi mình khó chọn nó ha. Rồi kéo nó để chính giữa đây. Rồi hai cái này thì sắp xếp lại. Bây giờ còn cái nút, cái nút khi click vào đó thì kết thúc slide. Để làm cái nút đó thì mình có insert shape. Ở dưới này có action button, nút hành động. Chọn
chọn cái hành động chỗ này nè, action button return ha. Rồi bỏ vô đây đó, thì nó hiện vô cái hình đó. Hành động là khi mình click vào đó, nó thực hiện một hành động nào đó, thì nó là hyperlink to, hyperlink to last slide view, xem slide cuối. Mình không chịu, mình nói là end show, kết thúc trình chiếu, end show kết thúc trình chiếu ha. Rồi ok, muốn cho nó có cái hình thức giống như thế này thì mình chọn cái format thôi, style ở cái này đó ha. Đúng rồi, muốn không có border, muốn không có border thì chọn cái này thôi đó ha. Và người ta còn thọng câu nữa, lưu ý nếu list tại các vị trí khác sẽ không có tác dụng. Là sao nhá, giờ câu trình chiếu này nha, cô list vị trí khác nó cũng chấm dứt slide. Bây giờ để list vị trí khác không có tác dụng, bây giờ mới dùng tab transition nè, transition bỏ on mouse click, thì khi list chuột vào bất kỳ lúc nào nó không có kết thúc đâu, chỉ list chuột vào đây thì cái hyperlink end show thôi ha. Rồi chạy list đâu nó cũng không kết thúc đó, list đây thì là nó mở cái kia ra thôi ha, trong vòng 3 giây nó đóng lại. Cái này cũng vậy, list vào chiếc xe nhỏ, trong vòng 3 giây tự nó ẩn đi, ẩn chậm rãi trong vòng 5 giây. List ở đâu cũng không đóng hết, chỉ list này kết thúc slide đó.